Hello, xin chào anh em. Quý hàng của mình tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em vừa giàu sức khỏe và có nhiều thành công trong việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một siêu phẩm đến từ xứ sở Nhật Bản, hoa anh đào. Một chiếc xe với phiên bản thùng lửng, chiều dài thùng lên đến 6m2. Một chiếc xe Hino rất là xịn sò như thế này. Muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Vô lăng có sự được rất là nhẹ nhàng, ba chỗ ngồi ghế hộp da rất là sang trọng, đời 2009 nha anh em, đời 2009. Một chiếc xe Hino với tải trọng cho phép chở hàng hóa của nó lên đến 3,450 tấn, chạy bằng B2 được, xe đi được 250 mấy ngàn km, khối lượng toàn bộ game nó là 7,5 tấn, khối lượng bản thân là 3,8 tấn, thùng lửng sàn sắt dập lamia, khung sắt xi rất là dày và cứng cáp, vỏ lớp đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7.5 nha anh em, vỏ 7.5 đường kính mâm là 16 inch, đồng bộ trước sau, khung sắt xi bao dày bao cứng. Đấy, thùng siêu dài, xe này mua về cải tạo đóng cẩu rất là tuyệt vời luôn anh em, hoặc là chở mặt hàng sắt thép, máy cực kỳ khỏe, máy Hino rất là xịn sò như này. Với mức giá con này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em là 395 triệu, sở hữu ngay em Hino xịn sò như thế này. Sàn phía dưới nó có một cái lớp sàn gỗ rất là xịn, phía trên là sàn sắt dập lá me. Chiều cao của cái bửng này nó rơi vào khoảng 400 mm, chiều dài là 6m2 50, chiều ngang là 2m2 20 nha anh em. Đó, xe này thùng rất là dài luôn, dài khủng khiếp luôn, 6m2, rất là xịn sò như thế này. Muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn tham khảo trong video ngày hôm nay. 395 triệu sở hữu ngay em này, rất là xịn sò luôn. Vỏ lớp ga cũng còn rất là cao nè, bình dung tích nhiên liệu rất là lớn. Dòng Hino này chạy rất là bền, rất là sướng, máy rất là khỏe. 130 mã lực công suất của cái khối động cơ, cụm đèn pha halogen, lưới tay nhiệt rất là rộng, ga cơ dễ bảo hành, dễ sửa chữa, có cái mùi lúc đó rất là xịn sò nữa. Và đây là cái khối động cơ của dung tích xăng là 4 lít, công suất là 86 kW, tương đương 130 PS mã lực, đèn pha 2,5 ngàn, máy dầu 4 triệu 4 xe, những nhà máy của Hino rất là xịn. Em gái đến từ Nhật Bản rất là xịn sò, với số danh 68. Trong video ngày hôm nay, một chiếc Hino phiên bản thùng lửng 3,4 tấn, đời 2009, nhưng hàng sử dụng nó 134 thùng, phiên bản siêu dài 6,5 mét, mua về đóng cẩu cho sắt thép khá là ok, máy cực kỳ khỏe luôn, chạy rất là đã và sướng. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã nhớ cái video báo giá và cập nhật liên tục hàng mới tải xe của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video báo giá và cập nhật liên tục về hàng giá tải xe cũ tiếp theo của mình, về những mẫu xe tải cũ đang có mặt trên thị trường với giá cả tham khảo và cái dòng xe tải cũ khác nhau. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại anh em quý hàng của mình.